tục với diễn biến giang dở của tập trước, Vũ Điền đang tấn công Tần Vũ, cậu cũng nhanh chóng xuất kiếm, ngưng tụ sau một lớp màn chắn bảo vệ. Tên kia thấy không làm gì được liền vận sức tiếp tục gia tăng lực lượng, đem năm thanh kiếm dung hợp lại với nhau, tạo thành một thanh khổng lồ rồi giáng xuống bên dưới. Tần Vũ nhanh chân ngự kiếm tránh né, sau đó phải dùng ra khối lỗi lan phong rồi bắt đầu ra vờ màn độc thoại. Cậu nhanh chóng ra lệnh cho khối lỗi tấn công đẩy lùi Vũ Điền. Hắn ta biết đối thủ lần này có thực lực mạnh nên vội quay xe và nhường chạy đầu cho tắt nắng. Các phân thân nhanh chóng bị chém tan xác. Bản thể chính cố gắng dãy giụa, vậy nhưng cuối cùng vẫn bị Tần Vũ móc lấy kim đan, tiến xuống đất mẹ, sau đó thu lấy bảo vật. Chuyến đi yêu giới lần này xa xôi vạn dặm, không biết còn phải đối diện với bao nhiêu cuộc chiến. Cậu đang lo lắng tiêu hao nhiều quá, hôm nay cuối cùng cũng được bổ sung thêm. Cái chết của Vũ Điền lập tức được truyền tới cho phụ thân của hắn biết, tên là Huyền Thanh Tử, thực lực huyền tiền cấp 1. Nhìn vào hình ảnh, ông ta liền nhận ra đây là Tần Vũ. Trước đó, Hoa Nhàn cũng từng truyền hình ảnh từ nhân gian tới, đúng là oan gia ngõ hẹp lại gặp nhau. Sau khi quay về, nam chính liền tiến vào thành Vũ Tiên Phủ tu luyện. Sự uy hiếp của Vũ Điền khiến cậu nhận ra rằng Ngọc Kiếm Tông sẽ nhất quyết không ngồi im. Nếu muốn ứng phó với sự báo thù sẽ ập tới bất cứ lúc nào, thì hắn chỉ còn cách là gia tăng thực lực thật nhanh. Sau đó, cố gắng mau chóng mở được tầng thứ 2 của Vạn Thú Phổ. Cho nên, cậu quyết định bế quan 10 năm, cảnh giới linh hồn tăng từ nhân hồn cảnh lên địa hồn cảnh. Nhờ đó, công pháp tinh thần biến cũng có thể tiến bộ thêm, thực lực đạt tới ám tinh hậu kỳ, đã có thể mở ra tầng thứ 2 của Vạn Thú Phổ. Trong tầng 2 này, yêu vương cảnh cấp 9 đã có tới 28 tên. Còn số lượng yêu vương cấp 8 cũng quá con số hàng trăm. Cậu yêu cầu tên thủ lĩnh yêu vương tầng 2 ra gặp mặt. Ngay lập tức, hắn ta liền xuất hiện. Tên này là Khổng Lam, cũng là yêu vương cấp 9. Tần Vũ yêu cầu hắn đánh với mình một trận để kiểm chứng thành quả mình vừa tu luyện. Hai người nhanh chóng động thủ. Tốc độ của Khổng Lam vô cùng nhanh, khó mà tấn công chúng. Tần Vũ muốn biết hắn có thể chiến thắng vị tiền đế của Ngọc Kiếm Tông hay không. Hắn cho biết Ngọc Kiếm Tông đó là tông môn kiếm tiên, thực lực rất mạnh, chưa chắc là có thể thắng được. Càng huống hồ tông chủ Ngọc Kiếm Tông là một trong 36 quân của Vũ Hoàng. Trừ 36 vị quân này ra thì dưới trướng Vũ Hoàng còn có 16 đế thực lực mạnh hơn. So với chiêu giao thủ ban nãy, hắn dự đoán thực lực của cậu khoảng kim tiền cấp 3. Cảnh giới này đối đầu với Vũ Hoàng chính là lấy trứng chọi đá. Sau khi xuất quan, nam chính liền muốn đi tìm Tiểu Hắc và Hầu Phí. Lấy ra địa đồ quan sát, ba màu ánh sáng trên địa đồ tượng trưng cho ba khu vực, không gian vô cùng rộng lớn. Sốc Yến và Hàn Thư đi tới, mới qua 10 năm mà hắn ta đã trị thương xong, thực lực còn đột phá đến không minh trung kỳ. Hắn ta rất cảm kích vì năm đó cậu đã trợ giúp. Cậu nhắc lại nguyện vọng mà hắn muốn bái mình làm sư phụ. Hàn Thư hiểu ý nên lập tức cúi đầu bái lạy. Kể từ ngày đó, hắn liền đi theo nam chính tu luyện. Mùa này qua mùa khác, năm này qua năm khác, còn làm quen với nữ tử ngày trước đã bảo vệ. Hai người có vẻ rất thân thiết. Vào một ngày hắn ra chợ mua viên ngọc thì bất ngờ nhìn thấy Hàn Minh nên lập tức đuổi theo và phát hiện hắn đang tằng tịu với một nữ tử trong một hang động. Dù đã bị nàng ta nhắc nhở, nếu bị trưởng lão phát hiện thì xong đời đó. Vậy nhưng mà Hàn Minh là bad boy nên đều dễ dàng bỏ qua như vậy. Thông qua lời nói của hắn, Hàn Thư biết Liễu Hàn Xanh và Tiền Sứ Ngọc Kiếm Tông đối phó với Tần Vũ. Lần trước khách khí, chẳng qua chỉ là lấy cậu làm con dao đối phó với Nghiêm Gia mà thôi. Lão vốn dĩ đã biết Nghiêm Gia sẽ ra tay với Hàn Thư nên năm đó mới để hắn đi chịu trận. Còn Hàn Minh thì cũng chưa từng bị phát bao giờ, hắn nhanh chóng dùng tinh thần lực dò xét. Nghe được cuộc nói chuyện của Liễu Xanh Hàn, bọn họ dự định ngày mai động thủ. Tam đại tiền đế sẽ mang theo trăm vị kim tiền tới về bắt Tần Vũ. Biết được sự thật này, hắn vô cùng hoang mang. Hắn chưa vội quay về nhắc nhở mà đến gặp Lâm Lâm như đúng lời hẹn, tặng cho nàng ta một món đồ khiến Lâm Lâm vô cùng vui mừng. Vừa nghe hắn nói đây là đồ kỷ niệm ở Phong Nguyệt Tinh, nàng ta cũng ngỡ ngàng, chẳng lẽ là hắn muốn đuổi mình đi. Hàn Thư không thể nói rõ chân tướng nên chỉ đành lấy lý do bận luyện công với Tần Vũ. Có thể có một thời gian không ở bên cạnh nàng được, với lại chuyện của Nghiêm Gia nói không chừng sẽ gặp loạn, tới lúc đó nhỡ nàng gặp phải tai nạn. Lâm Lâm cũng đồng ý chốc nữa sẽ rời đi, dặn dò xong xuôi, Hàn Thư nhanh chóng cáo từ. Sau khi quay về, hắn liền tới gặp Tần Vũ, đem tin tức nói ra. Vậy nhưng thay vì nói ra sự thật, thì hắn lại lấy lý do thế cục đang loạn. E rằng tình hệ Ngân Huyền sẽ có một thời gian bị cấm túc, nếu cậu không mau chóng rời khỏi đây ngay, thì e rằng sẽ phải ở lại lâu đó. Cảm thấy có lý, Tần Vũ cũng muốn rời đi ngay lập tức. Cậu từng nói sẽ tặng hắn một vài nhóm pháp bảo, coi như quà xuất xứ nên lấy ra mấy món bảo vật tặng cho hắn. An bài xong xuôi liền đi tới chỗ trận pháp để rời đi. Hàn Thư sau đó tới tham kiến người của Ngọc Kiếm Tông để thông báo cho bọn họ biết
Tần Vũ đã rời đi, mọi chuyện bị phá hỏng, kế hoạch mà Liễu Xanh Hàn bày ra gần như sụp đổ. Nếu là như vậy, thì uy danh của lão sẽ bị tổn thất nghiêm trọng, làm sao còn ăn nói được với người của Ngọc Kiếm Tông và cũng chẳng còn được trọng dụng nữa. Liễu Xanh Hàn cho rằng tiểu tử chắc chắn chưa đi xa nên lão sẽ tự tay đi bắt trở về. Hàn Thư nghe vậy liền lao lên tấn công lão ta nhằm câu giờ. Điều này làm cho đối phương vô cùng tức giận. Thằng nghịch tử này đúng là muốn chết mà. Biết mình không phải đối thủ của bọn họ, hắn liền thiêu đốt sinh mệnh nhằm gia tăng thực lực. Sau khi đi tới nơi truyền tống, Tần Vũ gặp lại Lầm Lầm. Nàng ta thắc mắc hỏi thăm, Hàn Thư có nói với nàng rằng muốn cùng với cậu bế quan, sao bây giờ lại có mặt ở đây? Tần Vũ nghe vậy liền hiểu ra vấn đề nên lập tức quay lại. Khi về tới nơi thì Hàn Thư đã bị đánh nằm sấp mặt, không rõ sống chết thế nào. Đoạn chiến đấu đó đã được giới thiệu ở đầu tập 1 nên mình sẽ không nhắc lại nữa. Sau khi giết chết Liễu Hàn Danh thì chỉ còn một mình tên tiền sứ Ngọc Kiếm Tông. Hắn ta cũng chẳng đỡ được vài chiều thì cũng bị ăn đòn. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải cầu xin tha mạng. Tần Vũ cũng dừng tay tạm thờ. Tuy nhiên vào đúng lúc này, các vị tiên đế của Ngọc Kiếm Tông đã đuổi tới. Hắn ta lập tức thay đổi thái độ. Tần Vũ nghe vậy, quyết định không tha mạng cho tên kia nữa, nên đánh ra một kiếm tiễn hắn xuống đất mẹ. Cậu đưa Lầm Lầm và Hàn Thư vào bên trong thành Vũ Tiên Phủ trước, sau đó một mình đối mặt với đại quân. Bị bao vây tứ phía, vậy nhưng nam chính vẫn không hoảng sợ, cậu ngự kiếm bay lên, mặt đối mặt.